Sau đêm hộ tống bà xã Nhã Phương đến dự chung kết Miss Grand Việt Nam 2023, sáng 28 tháng 8, Trường Giang bất ngờ nhắn gửi tới Thiên Ân trên trang cá nhân, vạn hạt mưa rơi, đâu có hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. Chúc mừng Thiên Ân, cô gái mạnh mẽ, nghị lực, hiếu học và rất hiếu thuận với gia đình. Đêm qua gia đình chú thật sự xúc động và tự hào vì con. Qua những chia sẻ của Trường Giang, có thể thấy anh dành nhiều tình cảm quý mến cho Hoa hậu Thiên Ân. Điều đáng nói, trong hai bức ảnh mà danh hài xứ Quảng đăng tải, netizen đặc biệt chú ý đến khoảnh khắc Phát La đang chỉnh lại váy cho Thiên Ân trên thảm đỏ. Hành động tinh tế của học trò Trường Giang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, nhất là khi thời gian qua anh liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Miss Grand Việt Nam 2022. Tại thảm đỏ sự kiện, vợ chồng Trường Giang cũng liên tục có hành động đẩy thuyền cặp đôi. Nhã Phương kéo Thiên Ân và Phát La đứng cạnh nhau để chụp ảnh, nhưng cả hai ngượng ngùng từ chối. Theo ghi nhận trước đó, nam diễn viên Phát La cũng là người đỡ tay Thiên Ân, dìu người đẹp lên bục để chụp ảnh cùng vợ chồng Trường Giang. Nhã Phương sau khi cùng tham gia Sao Nhập Ngũ 2023, Nhã Phương và Thiên Ân trở nên thân thiết hơn. Cũng từ đó, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thường xuyên xuất hiện trong các buổi đi chơi của vợ chồng người khó. Trong hậu trường chung kết Miss Grand Việt Nam 2023, Nhã Phương cho biết đây là lần đầu đi xem Hoa hậu. Dù đã bước sang giai đoạn tháng cuối của thai kỳ, Nhã Phương vẫn cố gắng có mặt để cổ vũ và động viên tinh thần Thiên Ân. Trong khi đó, Trường Giang đã nhắn nhủ Thiên Ân trước ống kính truyền thông, dù mình có hết nhiệm kỳ, mình vẫn là hoa hậu đến suốt cuộc đời. Có hai điều con không bao giờ được quên là tri thức và lòng nhân ái. Liệu chiếc thuyền của gia đình người khó đang đẩy sẽ đi đến đâu, hãy cùng đón chờ nhé!